cuộc sống thôn quê miền Tây mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình xuống khu vực của huyện An Biên nha các bạn. Quay xe cuốc 07 càng dài, càng này khoảng 17, 16, 7 mét nè các bạn. Mình chưa biết chính xác mình bao nhiêu nha, tại vì không nói chuyện với anh tài xế được. Anh đang múc dưới sông đưa lên cặp mé đó là dục vô lên nền nhà luôn đó các bạn. Ở đây thì nước nha các bạn, cũng gần gần sông cái lớn các bạn ơi. Nước hiện giờ thì đang đổ ra sông cái quá trời, chỉ rất là mạnh luôn các bạn. Và hiện đậu đó chỗ múc hoài luôn nha các bạn. Xe cuốc này nữa là lạ là cái được ba màu nha các bạn, ba màu sơn nè. Cái chỏ thì màu đỏ, mà cái bắp cằn màu xanh. Xe mình nửa mình trước thì màu vàng mà cái tạ cũng màu xanh nha các bạn. Lạnh quá lạnh luôn xe này. Xe này ở thứ ba nha các bạn, ở thứ ba, ở đầu mày giảm thứ ba nước mặn. Thank you.
quá lành rồi, quá lành.